được đồng hành cùng các bạn ở các vòng sơ tuyển và bây giờ bước vào vòng bán kết, thì Ngân cảm thấy được rằng là các bạn có sự tiến bộ rõ rệt. Với mặt bằng chung là thí sinh năm nay của Hoa Khôi Du Lịch là các bạn sinh viên mới ra trường và các bạn còn đang đi học, thì Ngân cứ nghĩ rằng thực sự là khi mà đánh giá lần đầu thì Ngân nghĩ rằng các bạn vẫn chưa có kinh nghiệm và Ngân không đặt quá nhiều kỳ vọng cho các bạn. Ngân thích cái sự tươi mới, tươi trẻ và cái sự ngây thơ đó. Nhưng mà khi mà vào vòng trong rồi, Ngân thấy các bạn có sự cố gắng, sự nỗ lực. Và hơn nữa là các bạn chắc là ở nhà có sự training của người nhà và một số người tư vấn, nên là các bạn khi vào thì cũng không bỡ ngỡ lắm. Và các bạn có sự thể hiện rất là tốt. So với Ngân ngày đó thì thật sự mà khi mà so sánh thì thời điểm đó Ngân cũng là một cô gái mà khá có kinh nghiệm. Thì như các bạn biết, khi đến với cuộc thi Hoa Khôi Du Lịch thì Ngân đã là áo quân của cuộc thi The Face, và trước đó thì Ngân đã tham gia hai cuộc thi Người Đẹp rồi. Thì với Ngân thì Ngân cảm thấy là Ngân đã có kinh nghiệm rồi, nhưng mà cái sự tươi mới của các bạn, cái sự trẻ trung của các bạn, thời điểm bây giờ các bạn đa số là sinh những năm 2000-2001, thì các bạn khá trẻ hơn so với thời điểm Ngân đăng quang. Và có các bạn có sự nhẹ nhàng, ngây thơ, và các bạn thể hiện những cái mộc mạc nhất. Và Ngân nghĩ những cái đó là thu hút Ngân cũng như ban tổ chức. Khi mà trong vòng sơ khảo, khi mà ngồi chung với các ban giám khảo thì tất nhiên mỗi người đều có những cái ý kiến riêng. Việc mọi người khi mà ngồi vị trí ban giám khảo ở vòng thi sơ khảo của cuộc thi Hoa Khôi Du Lịch thì mỗi người đều là những chuyên gia, có thể về thời trang, có thể là về chuyên gia về một lĩnh vực nào đó, về hình ảnh, về thời trang. Và bản thân Ngân là chuyên gia về các thi người đẹp thì sẽ có những mâu thuẫn, các bạn sẽ mọi người sẽ có những cái tranh luận về sự chuyên nghiệp hay là về cách đi đứng, về hình thể. Thì Ngân các mọi người sẽ có những cái tiêu chuẩn riêng và Ngân cũng có những cái tiêu chuẩn của riêng Ngân. Tại vì đối với Ngân lần này khi chấm thi cho cuộc thi thì Ngân không đặt nặng quá nhiều về sự chuyên môn của các em cũng như sự chuyên nghiệp của các em, mà Ngân hy vọng là các em thể hiện được cái sự tự tin khi các em đến với cuộc thi này, là mục đích của các em khi đến cuộc thi.